Chào các em, rất vui được gặp các em trong tiết học địa lý ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, các em cần chuẩn bị cho thầy những điều sau đây. Đầu tiên, các em cần ngồi giữ khoảng cách với màn hình. Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị sách, vở và bút. Các em đã chuẩn bị đầy đủ thế nào? Nếu các em chuẩn bị đầy đủ rồi, thì thầy xin mời các em chúng ta bước vào tiết học ngày hôm nay. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về địa hình và khoáng sản của Việt Nam. Sang tiết học ngày hôm nay, các em sẽ cùng với thầy chúng ta tìm hiểu một đặc điểm tiếp theo, đó là về khí hậu. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, sau bài học, các em có thể nêu được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta, sự khác nhau giữa khí hậu hai miền Nam Bắc và ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và hoạt động của con người. Trước tiên, thầy mời các em vào hoạt động 1. Các em hãy quan sát tranh trên màn hình. Các em đã biết trái đất chúng ta gồm có 3 đới khí hậu, đó là nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Dựa vào vị trí Việt Nam trên bản đồ, các em hãy cho thầy biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Rồi bây giờ thầy mời các em cùng với thầy chúng ta sẽ xem Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới. Hay chúng ta nói chính xác hơn, nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Bây giờ các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 72 và tìm những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. Các em bắt đầu đọc bài. Các em đã có đáp án cho mình chưa? Bây giờ thầy xin mời các em chúng ta cùng xem đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta như thế nào. Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. Thầy mời các em lặp lại. Tiếp theo, các em hãy quan sát trên màn hình cũng như là trong sách giáo khoa. Tìm trên hình hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7. Các em bắt đầu quan sát. Các em hãy nhìn trên màn hình, đây là hướng gió tháng 1, hay người ta còn gọi là gió Đông Bắc. Còn đây là hướng gió tháng 7, còn gọi là gió Tây Nam hoặc là Đông Nam. Tiếp theo, các em sẽ cùng với thầy chúng ta chuyển sang hoạt động thứ hai, tìm hiểu về khí hậu giữa hai miền Nam Bắc. Các em hãy nhìn trên lược đồ, chúng ta thấy giữa hai miền Nam Bắc có hai màu khác nhau. Vậy các em hãy cho thầy biết ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam Bắc được phân chia tại đâu? Các em đã có câu trả lời cho mình chưa nào? Rồi bây giờ thầy mời các em cùng với thầy chúng ta xem ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam Bắc, đó chính là dãy núi Bạch Mã. Vậy bây giờ các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 72 và cho biết khí hậu miền Nam và miền Bắc khác nhau như thế nào. Chúng
chúng ta bắt đầu đọc thông tin và tìm hiểu. Bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng xem ở miền Bắc ứng với hai mùa, đó là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ thì trời nóng và có nhiều mưa, mùa đông lạnh và ít mưa, còn mùa xuân có mưa phùn ẩm ướt, mùa thu thì trời se lạnh và khô hanh. Còn miền Nam thì sẽ có khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào, mùa khô hầu như là không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm mát dịu hơn. Vậy, thầy mời các em đọc lại kết luận của hoạt động 2 này. Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Tiếp theo, các em hãy quan sát bảng số liệu về nhiệt độ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhận xét về sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các em đã có câu trả lời chưa? Bây giờ thầy mời các em cùng với thầy chúng ta sẽ nhận xét về bảng nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ trung bình vào tháng 1 của Hà Nội thấp hơn nhiều so với của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình vào tháng 7 của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì gần bằng nhau. Bây giờ, hoạt động cuối cùng, các em hãy tìm hiểu về sự ảnh hưởng của khí hậu đến với đời sống và hoạt động của con người bằng cách các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 73 và cho thầy biết khí hậu có ảnh hưởng gì đến đời sống và hoạt động sản xuất ở nước ta. Các em bắt đầu đọc thông tin. Rồi, bây giờ thầy mời các em cùng xem lên màn hình. Chúng ta biết khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều, cho nên cây cối dễ phát triển. Đây là hình ảnh cánh đồng lúa. Vì nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, cho nên Việt Nam chúng ta rất thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước. Ngoài trồng lúa ra, thì việc trồng trọt cây ăn quả cũng phát triển rất nhiều. Trên hình chúng ta, đây là một vườn quýt hồng ở Lai Vung, Đồng Tháp. Ngoài khí hậu nhiệt đới giúp cho cây trồng phát triển tốt, tuy nhiên hàng năm thường có bão, có năm mưa lớn gây lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán, làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người. Thầy mời các em chúng ta cùng xem lại những hình ảnh về những trận lũ lụt và hạn hán ở nước ta xảy ra những năm vừa rồi. Các em biết vào những mùa mưa thì thường hay xảy ra lũ lụt, đặc biệt vừa năm vừa rồi ở Việt Nam chúng ta, miền Trung đang bị lũ lụt rất lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, ở miền Nam, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển, lại xảy ra hạn hán,
khô hạn kéo dài khiến cho người dân không thể trồng trọt. Bây giờ, thầy mời các em chúng ta đọc lại kết luận của bài học ngày hôm nay. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. Khí hậu ở nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Thầy mời các em đọc lại. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy cảm ơn các em đã cùng với thầy theo dõi tiết học ngày hôm nay. Các em về nhà chúng ta xem lại bài cũ, đồng thời chuẩn bị cho bài tiếp theo. Thầy mến chào các em.